Các bạn thân mến, hôm nay Tiếng Vọng cuối tuần xin mời các bạn đến thăm nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh và ngôi chùa Tề Đồng Vật Ngã. Chúng ta là những người rất bình thường, nhưng phải đến thăm bác để chúng ta hiểu những triết lý. Còn thơ của bác thì chúng ta có thể đọc những cuốn sách, mấy ngàn trang sách. Thưa bác Nguyễn Bảo Sinh, bác giới thiệu về nhân vật này ạ. Đây là Hàn An, em Hàn An. Thì là con người có bộ óc kỳ diệu, Phật nói cái gì phải tới hết, về chuyên đại và chép. Phật khi thuyết giảng thì phải, ta không thuyết, Phật chỉ nói thôi, còn người chép là An An. Vâng. Đây là em. Thế tôi hay đề thì rất uyên bác, nhưng tôi để đây tôi gọi đùa, là trưởng ban lễ tân. Trưởng ban lễ tân của chùa Đồng Vật Ngã. Vâng. Cũng rất đẹp ạ. Hôm nay là ánh sáng chiếu về Phật tổ Như Lai này. Rồi đây là cổng huyền môn này. Đấy. Với những câu thơ đã kinh điển, rất nhiều người thuộc rồi bác ạ. Vâng, đẹp lắm ạ. Vâng, sau đó bác sẽ dẫn chúng ta đi tham quan, chỉ trích dẫn một số thơ thôi, nhưng nói về những cái triết lý. Và đặc biệt hôm nay chúng ta nói là Tề Đồng Vật Ngã, có nghĩa là người và vật bình an. Vâng. Xin chúc sức khỏe và tiếp tục sáng tác thơ để nhân dân thưởng thức những cái thơ dân gian đầy chất thi vị, đầy chất huyền thi. Nhưng mà chú thích, tôi không bao giờ buổi sáng tác cả, mà tôi tối tôi mới tác. Vâng, tôi xin tối tác thôi chứ không sáng tác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan một vòng. Và đây là tượng Phật Tổ Như Lai nhập Niết Bàn. Khi nhập Niết Bàn thì đây là di ngôn của Phật Tổ: các con hãy tự đốt đuốc mình lên mà đi. Đuốc của các con là pháp của Phật, không tìm được con đường giải thoát ở bất cứ một nơi nào khác, một người nào khác, và ở ngoài ở chính con. Cái câu di ngôn. Và bác giải thích cái chữ Tề Đồng Vật Ngã. Thực ra đây là một cụm từ Hán Việt ạ. Tề Đồng Vật Ngã. Tề Đồng Vật Ngã như thế này: đạo Thiên Chúa thì coi là Chúa tạo ra một loài, mà đạo Hồi cũng vậy, đều thống nhất với nhau là Thiên Chúa tạo ra một loài. Nhưng riêng đạo Phật thì có quan điểm khác hẳn. Từ hòn đá có thể biến thành con khỉ biến thành đại thánh, đại thánh biến thành đấu trắng Phật. Vậy thì giữa vật và người đều bình đẳng. Tức là đây Tề Đồng Vật Ngã, tức là từ hòn đá và Đức Phật cũng bình đẳng. Đấy, vì sau này Tề Thiên Đại Thánh có thể biến thành chiến đấu chiến thắng Phật. Tức là cái này là cái làn danh để phân biệt giữa đạo Phật và các đạo khác. Lần trước em cũng được nghe giải thích, và nhưng em cũng không giỏi từ Hán Việt lắm. Và Tề Đồng Vật Ngã nghĩa là người và vật bình đẳng. Bình đẳng. Hiểu nôm na như vậy. Rất đẹp. Và thời gian trôi đi thì tất cả những cái hiện vật, những cái tượng, thế còn cái bức này là... bức này là bức Phật nghìn mắt nghìn tay. Không, đây nghìn mắt nghìn tay thì mỗi bức nó một kiểu. Không, nhưng đá nguyên khối. Vâng. Lại gọi là một di tích. Vâng. Bác đã đặt hay là từ đâu về cái này? Tôi làm mẫu xong rồi cho người khác vào. Vẽ mẫu. Vâng, vẽ mẫu xong là lấy từ đá ở vùng nào đấy? Vùng Đà Nẵng. Đà Nẵng, đá trắng Đà Nẵng. Vâng. Thế cái nơi này Phật nhìn mắt nhìn tay, nghĩa là đạo Phật là đạo thực tế. Vâng. Nhìn mắt để nhìn thấy sự việc, mà nhìn tay để hành xử. Vâng. Tức là đạo Phật không phải là cái đạo chỉ có lý thuyết. Vâng. Mà đạo Phật còn là đạo hành động. Nhìn mắt là thấy được thấy. Sự việc, nhìn tay là thấy hành được động. Hành động và phải hành động. Vâng. Đây là trong cái chùa, đây là chánh điện của chùa Tề Đồng Vật Ngã. Cái chùa và đây là chánh điện, tiến vào lễ chính điện. Chính điện hay gọi là chánh điện của chùa Tề Đồng Vật Ngã, và làm bằng các vật liệu của dân tộc rồi. Dân tộc gọi là không có sắt thép bê tông ở cái góc này. Và rất đẹp, rất ấm cúng và gần gũi. Tề Đồng Vật Ngã. Và ta xin giới thiệu, đây là Phật đản sinh, đây là Phật nhất đản, đây là Phật đản sinh. Khi Phật đản sinh thì Phật có nói một câu này: thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, chúng sinh như nhất, sinh lão bệnh tử.
không ai qua khỏi cái vòng sinh lão bệnh tử. Đây Phật đản sinh, đây là Phật Như Lai, Phật Như Lai đang hành đạo, Phật tổ Như Lai hành đạo, và kia là Phật tổ Như Lai nhập Niết Bàn để tam thế Phật Phật hiện, Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là cái đa, nơi để những vong linh, những linh hồn mà không có nơi không lang thang với bẩn thì vào cái nhà vong này ở. Đây cái nhà này là cái nhà ta làm cho vong ở. Nhà vong để mà những cái linh hồn mà chưa đầu thai được kiếp khác thì vào nhà vong để ở. Đấy, nhà vong bao giờ cây được cây đa và nhà vong dựa vào nhau. Cái chỗ công trình này là em thấy là mới so với trước đây. Vâng, mới đây. Đây là cái nơi, đây là cung trời đạo lợi. Cung trời đạo lợi. Nơi mà ngày xưa thì có thường thường là Phật tổ Như Lai thì tu ở trong có chốn nhân gian. Thế còn Phật Di Đà thì tu ở trên đỉnh núi. Phật Bà Quan Âm thì tu ở biển Nam Hải. Thế còn riêng Phật Di Lặc là tu ở cung trời đạo lợi. Thì Phật tổ Như Lai khen Phật Di Lặc này khéo tu, tu toàn chuyên canh là gái đẹp và vàng son mà vẫn đắc đạo. Thế trên là trong này là toàn những tiên nữ gái đẹp. Thế và vàng bạc châu báu mà Phật Di Lặc vẫn đắc đạo. Phật Di Lặc tu ở vàng son và vàng son. Cho nên là những hàng buôn bán đô la bao giờ cũng thờ Phật Di Lặc. Chứ không để Phật Như Lai, Phật Bà Quan Âm. Đấy, đây là chung bên cạnh cung những tiên nữ. Nào. Đấy là cái nhà vong. Nào. Nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh. Và thực ra kênh Tiếng Vọng đã từng giới thiệu hai bài của Lao Ta Tạ Duy Anh là rất thú vị, về kể về việc xuất bản sách cho của bác. Tính ra thì bác đã được mấy ngàn trang sách rồi. Tôi thì tất cả xuất bản thì được khoảng chừng 4.000 trang. 4.000 trang, trong đó lớn nhất là quyển Huyền Thi Thiền Dân Gian. Thiền Thi Thiền Dân Gian. Nhưng và Bát Phố. Bát Phố thì ra cách đây chục năm. Và em đã trên cái sân này, trên cái khung cảnh ngày xa xưa đã có một cái lễ ra mắt rất long trọng. Có nhạc sĩ Phú Quang này, có người bạn thân bạn văn, rồi có văn nghệ sĩ, có cả buổi biểu diễn văn nghệ hôm buổi ra mắt, tưng bừng lắm. Em vinh dự được ở đó. Và bây giờ chúng ta đi từ trong cổng Huyền Môn phải không ạ? Đây là cổng Huyền Môn. Vâng. Thế thường thường tôi làm Huyền Thi. Huyền Thi. Và tôi cũng tự nhận mình là Huyền Nhân. Huyền Nhân. Huyền Nhân tức là nữa là con người nó không cụ thể, nó không rõ rệt. Huyền. Huyền Hoặc. À, Huyền Hoặc đó, Huyền. À, và những cái Huyền Hoặc nữa. Vâng, đây chỉ là chục những bài thơ có lẽ cũng là tiêu biểu và đã trở thành kinh điển và nhân dân này, dân gian thuộc rất nhiều, họ rất thú vị ạ. Xin bạn đọc cho mọi người, tác giả đọc vài câu cho tặng cho khán giả Tiếng Vọng. Tôi xin giới thiệu cái bài thơ mà nó vừa đời vừa đạo mà cũng rất nhiều người biết, nhất là ở những cái người tu Phật thì người ta hay đọc câu này. Khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tâm chúng sinh như bùn nhơ tanh tưởi, nhưng khi gạn đục khơi trong thì thành tâm Phật. Cũng như bùn mà gạn đục khơi trong thì biến thành sen. Thế mọi người thường nghĩ về tiền cho nó là không tốt, nhưng thực ra trong tiền cũng có tâm. Mình sử dụng đồng tiền thế nào? Thế trong cái này thì theo tôi nghĩ là không, nhiều người không thuộc bằng. Em thú thật với bác là khi em tiếp cận với bài thơ này, em thấy nó là chân lý, nó là hiển nhiên, nhưng mà được truyền tải, được thành một bài thơ đến với mọi người, nó thú vị. Đấy, như cái chữ Huyền Hoặc ấy.
Vâng. Khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nó thật là đơn giản, vâng. Nhưng mà truyền tải thành một cái thông điệp, thành một cái bài thơ, thơ thiệt, huyền hoặc, thú vị lắm ạ. Còn có những câu em thấy nó có chất hài hước trong đó, thế nhưng lại rất thấm. Chẳng hạn câu này: chạy ngược trên chiếc thuyền xuôi thì ta vẫn cứ phải trôi theo thuyền. Đó là triết lý thú vị đấy ạ. Ví dụ như là ông Trần Mạnh Hảo thì ông bảo anh cuộc đời anh chỉ làm một câu thơ này mà ông ấy là ông bảo cũng đủ lắm rồi. Ví dụ đúng câu con ta không phải của ta, tai họa của nó mới là của ta. Đây là câu tâm đắc nhất của Mạnh Trần Mạnh Hảo. Vâng, hay quá nhỉ. Bài đạo vợ chồng này, bác vợ chồng, vâng. Bác đọc bài đạo vợ chồng. Đàn ông như thể cánh diều, đàn bà cầm sợi tơ điều trong tay. Đừng già néo kẻ đứt dây, thả trùng xuống để diều bay đúng tầm. Đấy, tức là nói chung thực ra người ta là phúc sự tại mộng. Vâng. Đàn bà là quyết định cái hạnh phúc gia đình. Giờ bác có những câu triết lý lắm ạ. Vâng, vâng. Đúc kết, vâng. Đây, cái bài thơ này là cái bài thơ Cứ Đi, ông Hoàng Quốc Hiến thì ông ấy thích lắm, nhưng mà cũng không phải là nhiều người thích. Thì ông cho bài thơ này là bài thơ thiền đến mức độ là tối thượng thừa, tức là bài thơ này: mình không chỗ đứng trên đời, lại không cả biết nằm ngồi ở đâu, thì đi về chỗ bắt đầu, cứ đi không đến, về đâu thì về. Đấy, tức là bài thơ này là bài thơ thiền. Thế còn cái bài thơ thông thì ngày xưa là ông Nguyễn Công Trứ, ông hay viết cái bài là kiếp sau xin chớ lập người, làm cây thông đứng giữa trời mà treo. Thế chắc là được gì về kiếp sau. Anh làm thông ngay từ kiếp này, làm thông ngay giữa kiếp người, làm người lại đứng giữa trời như thông. Lá reo tiếng hạc từng không, vi vu nào biết là thông hay người. Còn bài thứ ba là bài thơ tự đề. Tôi cho cái bài thơ này là nó dạy, nó nói về tam giải pháp môn của nhà Phật. Tức là anh muốn đi vào cửa Phật, anh đi qua thứ nhất là tánh không, thứ hai là anh đi qua vô tướng, thế xong anh đi qua tức là vô nguyện. Thì trong cái bài thơ này, tức là bài thơ nó gói lại tất cả cái tu thiền: sông chảy thuyền trôi nước chẳng đi, trăng đầy trăng khuyết bớt thêm chi. Sông mà nó đang chảy mà thuyền trôi theo thì coi như nước không đi. Người ta cứ bảo trăng đầy trăng khuyết thì nó, anh bảo trăng đầy trăng khuyết nhưng thực ra chắc nó vẫn thế, nó có bớt thêm chi. Tỉnh say lý bạch sầu nguyên khối, tỉnh hay say thì lý bạch vẫn sầu, chén nước mò trăng được bất gì. Tức là tất cả nó cũng đều trở về tánh không. Thưa bác Nguyễn Bảo Sinh, như ban đầu em đã mở đầu, chúc mừng bác đã ra được hàng ngàn trang sách, mấy ngàn trang ạ? 4.000 trang sách để khẳng định bản quyền của mình. Những câu thơ đã trở thành điển tích và dân gian. Nhưng cái giai thoại, cái câu đầu tiên là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Và sự phát triển nhân dân từ đó phát triển theo. Theo tôi thì này, anh đã chấp nhận nhà thơ dân gian thì anh chấp nhận là không có quyền tân. Thì có nhiều người cứ nhắc với tôi là thơ của anh là người ta không ai công nhận, người ta nói là của người ta thì anh phát biểu đi. Thì tôi bảo này, đứng về anh đã xác định là nhà thơ dân gian thì anh không nên giữ độc quyền tác giả. Và với cái nhà thơ bác học ấy thì người ta coi là đạo văn là cái xấu. Đứng về góc độ dân gian, ai đạo văn của tôi thì tôi cho đấy là tôi cảm ơn. Thì nghe tôi là gặp kẻ ăn cắp thơ ta, hóa ra người ấy lại là chiêm. Thì thật quýnh người ta lấy thơ mình thế đứng về góc độ dân gian. Vâng. Thấy chưa? Thế thì người ta lấy đấy là thí dụ những câu thơ như này. Ngày xưa ấy thì lâu lắm tôi cũng nhớ bao giờ, thì tôi làm một câu thơ là sang sông thì sợ nhất đò đông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Thế xong thì thành rất nhiều dị bản. Thì ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không mặc gì. Thế nó cứ thành dị bản dân đi. Thế thì nó thành cái câu thì chẳng ai biết là cái nguồn gốc ở đâu. Thế nhưng mà thực ra cái gốc của nó là nó nằm ở chỗ thế, nằm ở cái chỗ cái câu là sang sông sợ nhất đỏ đông cơ.
Đấy, thế thì nhưng mà cũng cái câu thơ ấy, lại mấy ông bạn tôi ở bên Mỹ, ông ấy về ông bảo này này, ông ơi, tôi đọc cái thơ là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không lấy gì của ông, mà người Mỹ người ta chẳng hiểu gì cả, tại vì người Mỹ người ta không có khái niệm về về công nông, mà người ta khái niệm người ta công nông đi cặt ở ruộng, làm gì cũng công nông đi ở được. Thế cho nên là những người bên Mỹ thì họ thành chỉ bạn thế này, nước ngoài phương Tây phương Mỹ này, ra đường sợ nhất giao thông, về nhà sợ nhất vợ không lấy gì, tức là dị bản qua các thời đại. Và hiện nay nó đang dịch bản sang bên Mỹ, bên Anh, Pháp thì ra đường sợ nhất giao thông. Thế chứ người ta lại nghĩ như thế, cho nên là thì cái câu thơ dân gian bao giờ cũng diễn biến. Và có khi người ta không công nhận quản. Hoặc là những câu thơ như bây giờ thế này, cuối cùng tất cả chúng ta đều lên góc tủ ngắm gà khỏa thân. Thì cái gốc là chúng ta sẽ lên bàn thờ, ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân. Nhưng người ta sửa đi nó cũng hay hơn đấy. Cho nên dị bản thôi mình công nhận là cũng hay. Và đấy là người ta cũng có sáng tác thật. Thế cho nên là mình cũng không là anh đã xác định nhà thơ dân gian thì đừng tranh quyền tác giả, không bao giờ tranh quyền tác giả. Vâng, rất hay. Và đó có lẽ cũng là một cái một trong những tính phận. Lúc nãy em có nghe nói bác nói về văn chương, về xã hội nó có ba cái cõi, cõi dân gian, cõi bác học và cõi chính trị. Vâng, đấy, đấy là trong cái góc nhìn của bác rất cũng là rất thú vị. Tôi xin thêm này, với mình bây giờ thơ dân gian ngày nay thì nó phải như thế này, thì tôi cho nó mới đúng cái tính dân gian này. Đấy, thí dụ như tôi nói này này, nghĩa là câu thơ khi tỏ khi mờ, lý trên bác học và tình thừa dân gian. Chứ cái dân gian mà chỉ có tính chất dân gian thôi thì anh sẽ chìm trong cái biển thơ nhân gian. Anh phải có tính chất bác học. Thế thí dụ như mà thơ dân gian ấy, thì người ta chỉ nói này này, trong đầm gì đẹp bồng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tức là người ta tả bông sen. Thế nhưng mà nếu mình mà cái tính chất lý trên bác học, tức là cái tính đạo học, thì mình lại không tả sen, mình lại tả bùn. Khi mê thì bùn chỉ là bùn, ngộ ra mới biết trong bùn có sen. Cũng tả sen, nhưng dân ca, ca dao chỉ dừng được cái mức ấy thôi. Thế còn là thơ dân gian hiện tại thì cũng mang tính dân gian, nó có những cái dân gian, nhưng nó phải vượt lên trên bác học mà nó trở thành đạo học. Khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ ra mới biết trong bùn có sen. Mọi người ca dao họ tả sen, mình người có tính thiền học, tính đạo học thì người ta tả bùn. À, còn cái câu tình yêu và tình dục, tình yêu và tình dục câu thứ hai này, khi mê tình chỉ là tình, ngộ ra mới biết trong tình có dâm, tình mà không dâm là hư vô, chàng bảo yêu bởi tâm hồn, em thay giới tính chàng còn yêu không chạy mất dép. Thế mà khi mê lại dâm chỉ là dâm, ngộ ra mới biết trong dâm có tình, tình mà không dâm là hư vô, dâm mà không tình là súc vật. Nếu em đánh mất linh hồn thì em chỉ có cái ồn mà thôi.